Rồi chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Thì sáng giờ mình cũng đi lấy mấy cái bãi chuột mới gom vô đây rồi nè các bạn. Rồi xếp cái đồng nè. Thành quả mình buổi sáng được vô đây nè các bạn. Chuột nào lấy mập mập không các bạn ơi. Sớm mình lấy ở trên kia gài trên kia được mấy chục cái được như này nè. Chứ con nào đấy mập 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 không à? Giờ mình cũng đổ số chuột này vô vô trong lòng luôn. Cái chuột này đặt cũng kiếm sống qua ngày được các bạn ơi, tiền xài được được. Đêm hôm đi thăm buổi tối nữa với sáng này cỡ gần chục ký các bạn, gần chục ký chuột á. Các bạn xem kênh, thích kênh mình hay cho kênh mình một like, một đăng ký, một chia sẻ giùm mình nha các bạn. Chuột nào nó cũng vậy nè. Chuột lưới này về mình đặt lập gắn. Mình làm cái chục cái lập gắn. Chiều hôm với sáng này cỡ chục ký á. Thì mình ở đây mình cũng ở thuộc gì cũng Tân Hưng luôn nha các bạn ơi. Ở đây là huyện Tân Hưng. Các bạn xem chuột nè. Thằng phải của mình buổi sáng được nhiêu đó đó. Vô đây cái đập luôn. Đây nhóc cái đập luôn. Lâu trúng đường bữa các bạn, không bữa nào cũng trúng gì được hoài đâu.
Trật chuột này cũng tùy theo luồng các bạn ơi. Luồn nào có chuột thì chạy lắm, còn luồn nào không có chuột ít xíu chạy à. Cái điều thứ nhất, điểm thứ hai mình không biết đặt mình đi lại chỗ khác các bạn. Còn đặt ngay luồng cũ của ta mình đâu biết. Người ta dở đêm hôm rồi mình đưa xuống nữa thì nó cũng đâu có chạy đâu. Không ít chạy lắm. Mắc quá các bạn ơi, cắn nước quá. Sáng như vậy là ngon lắm rồi đó. Ây ơi, một lòng luôn các bạn ơi. Dữ lắm không? Lòng chuột đấy có 5-6 ký cho các bạn ơi. Chuột con nào nó mập mập không các bạn. Dữ lắm luôn. Dạ đầy lòng luôn rồi. Thì cuối video mình cũng chúc cho các bạn xem video thật nhiều niềm vui và hạnh phúc với gia đình nha. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều thành công trong công việc, luôn tràn đầy cuộc sống nha. Các bạn nhớ xem kênh mình hay cho kênh một like, một đăng ký, một chia sẻ cho mình cảm ơn rất nhiều nha.